Chào mọi người ạ, em là Hoa, năm nay 25 tuổi rồi, nhưng em cũng chỉ ế có khoảng 15 năm thôi. Đến năm thứ 16, em chính thức có mối tình đầu vắt vai và là cọc đi tìm trâu cơ. Nên chị em ta ơi, cứ mạnh mẽ mà chiến nha. Hồi đó em mới vào lớp 10, kiểu non choẹt, nhìn đâu cũng mới cũng lạ mọi người. Nên là em xuyên đi ngó nghiêng loanh quanh khu phòng học của em lắm. Ôi, cũng nhờ cái tính ngó nghiêng nghiêng mà bạn bè hay kỳ thị này mà em tia được một anh trai, người làm em siêu lòng từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Chẳng là hôm đó em đang ngắm mây, ngắm gió, ngắm trời, ngắm đi, ngắm lại. Nhìn thấy anh lại đang chơi bóng rổ, tóc thì cuốn cái băng đô đen, xong mặc áo ba lỗ rộng, bắp tay bắp chân thì cứ phải gọi là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu luôn. Trong cơn say nắng chàng, em buộc miệng gọi lớn, nè chàng trai áo đỏ, băng đô đen đang chơi bóng rổ ngoài kia ơi, anh đã có người thương chưa, cho em xin in thư được không? Ui, em cũng chẳng ngờ một đứa lớp 10 như em lại dám nói ra những lời như vậy. Đám bạn em nó cũng đóng băng luôn. Anh trai ngoài sân kia cũng bất động tại chỗ. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Một khi sự mong muốn của em trỗi dậy, em đã bỏ tất cả liêm sỉ của mình, đăng bài lên confession của trường để truy tìm in thư của người ấy. Nguyên văn như sau: em cần truy tìm một kẻ trộm mặc áo đỏ, đầu có băng đô đen bao ngầu, đã đánh cắp trái tim em vào đầu buổi sáng ngày hôm nay ở sân bóng rổ cạnh lớp 10A4 ạ. Sáng nay em hét lên xin in thư của anh, nhưng mà anh chưa trả lời nên em mạo muội lên đây tìm. Chờ đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng 5 phút sau, em cũng thấy được thông tin in thư của người ấy. Do bạn của anh có tác tên anh và kèm dòng caption chắc nịch: tên trộm của em đây, em mang nó về nha. Ui, đúng là vía tình yêu. Anh đã đẹp trai, đến cái tên Hoàng Anh Tú cũng đẹp luôn. Hỏi thử bạn của anh thì mới biết anh vẫn độc thân, nên em mạnh dạn inbox tán anh liền. Bước đầu em cũng chủ động chỉ nhắn tin hỏi thăm thường thường thôi, kiểu mấy câu anh ăn cơm chưa, nay không thấy anh chơi bóng rổ nhỉ, rồi anh thường đi học lúc mấy giờ. Nhưng mà anh chép câu được câu mất, em phải hô hào cổ vũ gọi tên anh từ bao cuộc thi bóng rổ của trường. Tới cái khúc anh chơi bóng một mình ngoài sân, chép lại các story trông rất vô tri, nhưng mà cue của anh thì anh mới quen dần sự xuất hiện của em mà chép tin nhắn thường xuyên hơn. Nhắn tin lâu dần anh cũng thoải mái hơn, thi thoảng còn trêu em, nhưng mà tiến triển mới nhất là anh rủ em đi học cùng nhau. Lúc đầu em ngỡ ngàng lắm, tại vì không nghĩ sau bao lần chủ động rủ anh đi ăn đi chơi, giờ anh đã chủ động bảo em đi xe cùng anh. Em hỏi anh, ủa nhưng mà đi cùng nhau mọi người đánh giá đó, anh không sợ hả, nhỡ mọi người hiểu nhầm thì sao? Anh chỉ với thái độ rất không quan tâm lắm bảo em, đánh giá nữa chi bà, cả trường chúng nó biết em trao tìm anh trên confession trong trường rồi. Còn mấy thằng bạn anh ngày nào nó cũng moi cái test ấy để cập nhật tình hình, chúng nó còn cập nhật đến độ mình chuẩn bị có con cháu rồi đấy cô nương. Em cười trộm thầm nghĩ, chả đúng như kế hoạch của mình còn gì. Thế là cũng đồng ý đi xe cùng anh, ngày nào anh cũng chở em đi học, rồi còn mua bánh các thứ làm đồ ăn sáng. Hai đứa cứ tiếu ta tiếu tít như đôi tình nhân nhỏ ấy, mặc dù lúc đó chưa ai tỏ tình ai đâu. Mãi về sau tầm 6 tháng gì đó, mà dịp đó còn vào ngay dịp nghỉ lễ, anh chở em đi chơi thì vô tình bắt gặp bố mẹ anh ở đó luôn. Mà thật tình cờ nha, bố mẹ em cũng đứng bên kia đoạn đường. Hai đứa cứ đơ người ra chẳng biết nói gì. Dưới sự tra hỏi kịch liệt từ phía gia đình, anh nắm chặt lấy tay em, chính thức tỏ tình em. Đây là bạn gái con, tính là tỏ tình xong con sẽ nói cho bố mẹ nghe, nhưng mà lại gặp mọi người ở đây. Mọi người đừng hỏi nữa, em ấy sắp bị mọi người dọa tới chết khiếp rồi kia kìa. Ban đầu em rất căng thẳng, kiểu là lần đầu tiên nhận lời tỏ tình, lại còn là lời tỏ tình trước mặt của gia đình hai bên nữa. Cảm giác dần căng thẳng rồi xấu hổ, tay anh do cũng căng thẳng nên cũng hơi đổ mồ hôi. Thế mà trái ngược với em và anh, bố mẹ hai bên lại cứ như là gặp được món hời, hồ hởi nắm tay, nhìn nhau nồng thắm. Ui, chào anh chị, tôi cũng quý cháu nhà mình lắm, mấy lần thấy hai đứa đi cùng nhau đã nghi nghi rồi, ai dè là thiệt. Mong anh chị chiếu cố cháu nhà tôi. Thôi bây giờ chắc phải đổi thành thông gia tương lai rồi anh chị ha. Ơ, thế là bố mẹ em với bố mẹ anh đều không phải là phản đối à? Lại còn bắt tay vui mừng thế kia. Chắc là mừng lắm khi gỡ được quả bom báo thủ mang tên con gái này rồi. Anh và em cũng thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai đứa yêu đương trong sự thoải mái mà chẳng có bất kỳ sự lo lắng nào. Và đến bây giờ đây đã là năm thứ 10 bên cạnh nhau. Trộm vía tình cảm của cả hai vẫn tốt như ngày nào. Và chàng trai ngày ấy chở em đi trên chiếc xe đạp, giờ đây sắp tới nhà trước em rồi. Thôi nha mọi người, em đi làm lễ cưới đây. Lời cuối khuyên các chị em mình, mọi người có đang thầm thương trộm nhớ hay là crush ai mà còn ấp úng chưa dám nói ra thì cứ mạnh dạn lên nha. Biết đâu đấy là duyên trời đỉnh đấy. Cứ mạnh dạn mà tán để hốt chàng về dinh đi các nàng ơi.